Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Shino của mình, Shino của Jimmy. Rất vui được gặp nhau những clip trong ngày hôm nay. Thì hiện tại là cũng khá là lâu rồi mới gặp lại anh em. Cách đây nói chung cũng vài ngày, nhưng mà vài ngày thì cũng khá là lâu rồi. Thì hôm nay mới tiếp tục với clip cho anh em xem đây. Hôm nay thì hiện tại khá là nhiều event mới. Kèm theo đó thì có một cái nội dung rất là đặc biệt, đó là cái banner của Nami Subscribe. Thì theo như anh em biết rồi, 100% thì banner kế tiếp của chúng ta sẽ là Nami Timeskip chứ không phải là Yoro Timeskip. Thì điều đó cũng là lẽ đương nhiên thôi anh em ơi, nhưng mà không sao. Tại vì sau banner Nami thì chắc chắn là banner của Yoro nha. Thì chúng ta nói chung mà chịu khó thêm một banner nữa. Với lại anh em nào hứng thú Nami thì có thể lấy Nami cũng được. Nói chung thì banner thì phải có con này con kia. Và sau banner Nami thì là Yoro Timeskip. Có điều hiện tại thì có vẻ như anh em đã thấy là hôm qua cũng là thứ năm rồi nhưng mà lại không có banner. Thì lý do tại sao? Đó là lý do là tại vì banner của Nami nó bị delay một tuần nha anh em. Còn về lý do vì sao nó bị delay là tại vì do cái nhân vật tạo hình của nó bị gọi là hở hang một xíu anh em ơi. Gọi là bị hở hang một xíu. Trước đây thì game cũng đã có trường hợp vậy rồi. Trước là có con bo nó cũng bị hơi hở hang một xíu. Cho nên là bị chỉnh sửa một chút về cái phần ngực nha anh em, chính xác gọi là phần ngực đó anh em. Thì để mình kiếm lại con bo cũ cho anh em xem ha. Đây, hồi xưa con bo cũ này của chúng ta là không có cái áo này luôn nè anh em ơi. Đấy, thì do bị hở quá, nó không có gọi là đủ tiêu chuẩn, cho nên là bị chỉnh sửa là có thêm áo các kiểu. Và tương tự đợt này thì Nami cũng vậy, những cái chi tiết ở chỗ nào đó thì mình không rõ, nhưng mà bị chỉnh sửa về cái hình dáng nha anh em. Nói chung là thêm một chút cái phụ kiện để cho tránh bớt cái sự hở hang nha anh em, cho nó hợp tiêu chuẩn. Thì đó là lý do tại sao banner Nami bị delay một tuần. Thì chắc là thứ năm tuần sau mới ra banner anh em ơi. Thì cái việc này thì nó cũng sẽ tạo điều kiện cho chúng ta cày được thêm vé thôi. Thêm 7 ngày thì nói chung là cày cũng được chắc là hơn khoảng 10 vé. Nếu mà kiểu gọi là cày free, cày chay. Còn nếu mà nạp thẻ các kiểu nữa cày chắc được nhiều hơn. Cho nên là đó là một cái điều kiện tạo thuận lợi để chúng ta cày vé thôi. Tích thêm vé cho banner Yoro anh em ơi. Riêng ngạch của mình thì không đủ vé cho nên là mình quyết định mình sẽ skip cái banner Nami. Hiện tại là chỉ mới có 52 vé thôi anh em ơi. Nói chung là chắc chắn là không đủ đấy. Thì nói chung là skip anh em ơi. Bây giờ nói chung là chịu khó skip. Con nhân vật nào cảm thấy nó không hợp thì thôi mình skip để mình để dành cho banner con ok hơn. Rồi, như thường lệ chúc em ngày vui vẻ nha. Xem clip nhớ like, subscribe để kênh ủng hộ cho mình như thường lệ thôi. Bây giờ mình nhận ít quà với lại review mấy cái event cho anh em nha. Sắp tới nó sẽ có một cái event đặc biệt rất là hấp dẫn nữa mà chúng ta rất là gọi là hóng chờ. Event này hiện tại cũng đã ra một lần rồi, đó là cái event chọn vé. Thì nó sẽ có một cái bảng cho anh em, thì bao gồm rất là nhiều quán tướng bát, rất là nhiều nhưng mà không phải là full nha anh em. Thì có một vài quán tướng bát ở đây. Và cái ô cuối cùng là cái ô gọi là 8 vé vàng. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ được lựa chọn quà ngẫu nhiên, không phải là ngẫu nhiên mà là được lựa chọn một trong tất cả những cái quà này. Thì nếu mà anh em nào muốn lấy tướng á, thì anh em lựa chọn tướng là tướng kiểu những con tướng mà anh em chưa có, những tướng bát mà anh em chưa có. Còn nếu mà anh em chọn tướng trùng thì nó sẽ quy về mảnh. Còn nếu mà anh em không lấy tướng mà anh em lấy vé vàng thì anh em chọn 8 vé vàng. 8 vé vàng thì cũng là gần 10 vé nha anh em, cũng rất là ngon. Riêng mình thì chắc là mình sẽ chọn vé vàng anh em ơi. Chọn vé vàng. À mà khoan, chưa chắc anh em ơi. Tại vì vé vàng bây giờ thì nói chung là cày từ từ cũng được. Còn con tướng bát thì hầu như nếu mà cày như mình á thì phải 4 tháng mới lấy được một tướng bát. Cho nên nếu mà điều kiện thuận lợi thì chắc là mình sẽ lấy con tướng bát luôn anh em ơi. Anh em ơi, mình nghĩ là như vậy đó. Tại vì 8 vé thì thực ra nó cũng hơi đơn giản. Mình cũng không cần vé lắm, tại giờ mình sắp skip banner Nami rồi, cho nên là vé thì cũng không thiếu đâu anh em ơi. Cứ cày từ từ cũng được. Còn riêng một cái con tướng thì cày 4 tháng, phải tích 4 tháng mới đủ. Cho nên là lựa chọn con tướng bát cũng là điều hợp lý thôi. Rồi, bây giờ thì vô tướng bát thử coi là mình có đủ mua được con tướng nào chưa nè. Mình có 100 mảnh nè anh em. Carbone này là mình đã được 10 mảnh rồi. Bây giờ mình mua thêm 6 mảnh thì cũng được 16 nha anh em. Như vậy là tháng sau là mình sẽ đủ nè. Hiện tại đang là tháng 2 như vậy là tháng 3 nè. Bước sang tháng 3 là mình đủ Carbone BG. Là mình có thể lấy test cho anh em nè. Tiếp theo thì lấy con nào đây ta? Basihakin 1 mảnh. Như vậy là mấy con mảnh này thì mình không lấy rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ chọn hoodie nha. Mình sẽ mua hoodie đi ha. À mà hết tiền luôn rồi. Không đủ điểm để mua luôn rồi. Này phải cày thêm điểm bát. Rồi ok. Nói chung là sắp tới thì có cái event lựa chọn 8 vé vàng á. Thì tùy ý anh em thôi. Có anh em lấy vé, có anh em lấy tướng, tùy anh em. Rồi,
Giờ mình sẽ cho anh em xem một số cái event khác nữa nha. Ví dụ như event này là event đăng nhập nha anh em. Event này cũng khá là ngon. Quà thì đây có một vé free. Ngày 960 điểm nữa thì anh em được thêm một vé free nữa. Tổng cộng là cũng được hai vé, khá là ngon. Rồi cái này thì đăng nhập thôi, anh em cứ đăng nhập là anh em sẽ nhận được thôi. Đấy. Cái này là 90 điểm thì chắc là tiêu thể lực hay sao á. Chắc là tiêu thể lực anh em ơi. Thì muốn tiêu thể lực thì chắc là vào đây quét thôi. Thể lực mình đang nhiều cho nên là cũng quét thoải mái. Quét 5 phát đi. Cái đó mình à không, hình như cái đó không phải là tiêu thể lực rồi anh em ơi, cái đó là cái nhiệm vụ 90 điểm, đúng rồi, 90 điểm anh em ơi. 90 điểm nhiệm vụ hàng ngày ở đây mới đúng nè. Ok thì thế này anh em chỉ việc làm đến 90 điểm là được thôi. Đó, có gì mình làm sau. Tránh mất thời gian của anh em nha. Rồi, còn mấy cái dưới thì anh em sẽ đăng nhập nha, đăng nhập 3 ngày, 4 ngày, đó thì cứ tích điểm cho đến khi nào anh em đủ điểm thì anh em nhận thôi. Đây cũng là cái event vé vàng free khá là ngon. Event này là event sầm lao mà sao nó cứ tồn tại mãi thế nhở. Đây là điểm danh thôi anh em ơi. Mình off hết mất 2 ngày cho nên là hôm nay mình mới điểm danh được tới ngày 15 mà. Rồi, nhận thể lực nè. Còn đây là cái event event tiêu nạp vào, cái này thì event lâu rồi, nạp vào 30 tệ chứ sau đó nhận quà anh em ơi. Thì cái này cứ đến ngày là anh em nhận thôi, khá là đơn giản. Được thêm hai vé vàng và 500, ui 1.100 trái luôn anh em ơi. Còn hai hộp nữa, hộp này 3 vé với 1.100 và hộp cuối cùng là được 5 vé với 1.100 nữa. Nói chung vé khá là nhiều nhờ. Còn ở đây thì mình còn 5 hộp nhận thêm. Hộp này 1.100, hộp này 550, hộp này 550, hộp này 550 và hộp cuối là 1.100. Đó, rất là nhiều trái luôn anh em ơi. Quá đã. Còn cái bên này thì do mình bị quá ngày rồi cho nên là không có nạp nữa. Hôm qua mình cũng định nạp vào để mình quay cho vui đây nhưng mà tiếc là cái event nó bị trễ ngày rồi anh em ơi. Mình cứ tưởng là mình dòm ở đây thì thấy tới ngày 17 tháng 2 nè cho nên mình tưởng là tới ngày 17 luôn, ai dè đâu nó bị trễ rồi anh em ơi. Cho nên là bó tay. Quá quá tiếc luôn anh em ơi. Nhưng mà dù sao cũng không có gì hot lắm cho nên thôi mình cũng không quan tâm. Rồi như vậy là nay có thêm ok event này. Ok bên này là ủa bên này mới có lãi sao đây ta? Hôm qua mình có nạp vào 6 tệ mà sao không được nhận cái này, chắc là mới có lãi đúng không? Từ ngày 9 tháng 2 vậy là lâu rồi mà ta, ảo vậy. Quá ảo luôn em ơi. Có thêm cái event này mới nè, event này thì cũng không có gì ngon, được cái ngày đầy 50 trái. Đến ngày đến level 7 được 50 trái, tổng cộng được 100 trái thì cũng là nửa vé vàng, coi như là nửa vé vàng đó anh em. Chứ thật ra cũng không có gì ngon lắm nha. Này thì anh em chơi chọn cánh diều thôi, chọn đúng 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 theo một hàng, hàng dọc hàng ngang hàng chéo là anh em thắng. Cái này cũng đã event ra lâu rồi, mình cũng không có đề cập lại ha. Ui thể lực không để ý là map 3.000 rồi, chắc đi quét bớt đá anh em ơi. Chuẩn bị đá đỏ nè, giờ là chuẩn bị đá đỏ cho Yoro nè anh em, cho nên là anh em quét sẵn đá đỏ đi là vừa đẹp rồi đó. Còn nếu mà anh em muốn cày Nami thì quét đá xanh nha, tại vì Nami thì mình nghĩ là hệ xanh. Quét 7 phát đi. Rồi ok. Còn cái event này là event gì thì mình cũng chả biết luôn anh em ơi. Kiểu event đăng nhập hay sao á, mình tự đăng nhập vô cái mình được quà nè anh em. Đó. Chứ mình cũng chả biết thế nào. Hay là event kiểu bị ọp một ngày ta. Chả biết luôn anh em ơi. Còn cái này là cái gì đây? Này là gì mình cũng không biết luôn anh em ơi, hơi ảo. Còn ở đây thì lại không nhận được nha. Ồ, hôm nay thì lại không nhận được, chả hiểu. Còn event hoa hồng này thì là event Valentine, hồi bữa nó ra Valentine nha anh em. Event này thì cũng được một ít trái, 50 trái, đây 50 nữa là 100. Thì nói chung cứ ráng làm thôi anh em ơi. Cái này 40 trên 150 là gì đây ta? À đi là đi 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 làm đủ điểm anh em ơi. Hồi nãy bữa mình có làm cái này được 40 điểm nè, thì nói chung là anh em làm hết cái này. Cái nhiệm vụ này thì cũng khá đơn giản thôi, anh em chỉ việc nói chuyện thôi anh em ơi. Đây, click vô nè. Rồi đem cứ click vào cái này nè anh em, cái mũi tên này đi xuống nè. Đó là nó sẽ tự động mà nó làm cho anh em. Cái này thì anh em sẽ chọn. Nếu chọn đúng thì được nhiều điểm mà chọn sai được ít điểm thì mình chọn đại. Cái này được 10 điểm nè, thấy không? Đó. Chọn đại cho anh em ơi, đó. Anh em cứ click vô cái phím mũi tên á là nó sẽ tự động chuyển sang nhiệm vụ mới, rồi anh em cứ auto cho nó, chỉnh cho nó auto là nó tự đi làm thôi. Ok. Chung là đợt này cũng nhiều event đó anh em ơi. Mà event vé vàng cũng khá là ngon. Còn mình thấy con Khalifa thì nó cũng vô shop rồi đó. Nếu mà anh em nào muốn có nó thì anh em bỏ trái nên mua nha. Chắc là mình cũng sẽ bỏ trái mình mua cũng được đó anh em ơi. Đó, cứ click cái phím mũi tên nha anh em.
Mình sẽ làm ví dụ một nhân vật cho anh em xem. Ồ, được 20 điểm. Còn mấy cái nhân vật sau thì anh em có thể tự làm nha. Nói chung là cứ click vào đó là được thôi. Đó. Còn nó hiện nút xanh thì anh em click vô là nó tự chuyển map rồi nó tự đi làm, nó tự đi nói chuyện cho anh em luôn. Rất là tiện luôn nha anh em. Nói chung là nó cũng không có kiểu khó lắm. Kiểu nó bắt anh em tự làm thì hơi khó, tại vì anh em cần phải dịch ra nữa. Tức là anh em cần phải đi đến chỗ nào và nói chuyện với người nào các kiểu. Còn cái này là chỉ việc click thôi là nó tự động đi rồi, cho nên quá khỏe luôn đúng không? Đó. Chắc cũng sắp xong rồi đó anh em ơi. 20 điểm luôn. Cái đó như à xong rồi nè, như vậy là xong rồi nè anh em. Nó như vậy là nó kết thúc rồi nè anh em, là mình được điểm rồi nha. Vậy là trận này là mình được 50 điểm. Wow, là 90 thế nào? Nãy mình lại lần nãy mình 40, bây giờ thêm 50 nữa là 90 nè. Ở đây là còn một nhân vật, hai nhân vật, ba nhân vật và bốn nhân vật chưa làm nữa, cho nên là anh em cứ làm là anh em đủ điểm thôi. Đó, ngon chưa ạ? Cái này rất là danh hiệu hay gì nè, không biết có tăng sức mạnh gì không đây. Đó thì anh em cứ làm tương tự vậy thôi. Smoker thì hiện tại là vẫn chưa mở ngày tiếp theo, cho nên là mình cũng hơi lười làm. Thì tạm thời cứ vứt đây đi anh em ơi. Khi nào đến ngày cuối cuối thì làm cho vui cũng được. Nói chung là cứ chắc chắn là auto đủ điểm, cho nên là chắc chắn là lấy được rồi anh em ơi, không cần lo về vấn đề đó. Cái này là gì đây? Cái ven này lấy ven gì mà mình thấy nó xàm xàm dữ ta. À, để chơi cánh bướm cho anh em xem nha. Cái này thì khá là đơn giản. Mình mới biết được là có một cái mẹo rất là hay nè anh em. Là chúng ta sẽ click vào cái ô cuối cùng này nè. Đó. Ồ, nếu mà đúng như vậy. Thật ra nếu đúng như vậy thì có thể là dài, có thể là dài, có thể là dài luôn. Thà là nó ra không phải anh em ơi thì còn dễ chơi, chứ giờ như vậy là lại khó xử anh em ơi. Chả biết đường nào mà chơi. Ồ, nó ra hai cái như vậy nữa. Ui, hên quá, chọn lần đúng luôn anh em ơi. Đó, ngon chưa ạ? Tương tự thì giống như nãy thôi. Ồ, nó lại như vậy nữa anh em ơi. Lại như vậy nữa. Ui, đúng luôn. Trời ơi, hên dữ vậy. Đó, bây giờ bắt đầu là khó khăn rồi nè anh em. Nhưng mà nói chung là anh em cứ auto click vô cái đầu tiên ở chỗ này nè. Đó. Nếu mà không phải như vậy là chúng ta sẽ loại được rất là nhiều. Loại được dày. Loại được dày và loại được dày. Như vậy là giờ chúng ta sẽ bắt đầu với hai ô. Đó là ô số 1 chỗ này và ô số 2 chỗ này nha anh em. Đó. Thì chúng ta sẽ click vô ô đó. Ồ, dầm click luôn ô 2 nè. Ồ, nếu mà đúng như vậy rồi á thì sẽ có hai trường hợp. Cái này là sai nè, cái này là sai và cái này cũng là sai rồi. Bây giờ có hai trường hợp. Đó là như vậy, nếu mà chéo như vậy thì chắc chắn là không luôn rồi, tại vì bây giờ cái à không, vẫn đúng chứ nhỉ? Tại vì nếu cái này nó ở đây cánh diều thì cũng đúng đấy anh em. Và có thể là ngang như vậy và ngang như vậy nữa, nhưng mà giờ chúng ta sẽ theo trường hợp là chéo nha, tại vì giờ đã click 2 rồi. Ủa. Gì đây? Hết rồi anh em ơi, bị hết lượt thôi, để mình tiêu thêm thể lực đó ha. 240 là thiếu 60 đúng không? Rồi, đây. Vừa đủ luôn. Dẫn thêm 3 cái. Giờ click như đây nữa nè. Đó, đúng như vậy là khả năng cao là nó như vậy rồi anh em ơi, cho nên giờ click cái cuối. Đó, ngon chưa? Ngon lành chưa? Ngon lành chưa? Đó, tương tự mấy cái sau anh em có thể tự chơi nha. Này do mình hết cái con bướm bướm rồi. Đó, lại tiếp tục cái thế này nữa là chúng ta cứ chơi tương tự vậy thôi. Ok, bây giờ nhận thêm thể lực đã. Đây, hồi nãy mình nói với anh em là con Khalifa nó vô shop thì để mình review cho anh em xem. Đây cũng là một cái event điểm danh khá là ngon nè anh em. Chúng ta chỉ cần on điểm danh 7 ngày, 1 2 3 4 5 6 7 7 ngày. Thì có ngày 1 là 100 trái, ngày 4 là 100 trái tương đương với một vé vàng rồi, 200 trái là một vé vàng. Với lại ngày 7 một vé vàng nó được hai vé vàng. Đó, anh em thấy nãy giờ là quá trời sự kiện liên quan đến vé vàng không? Rất là ngon luôn. Ui, đây là một cái event khác nữa nè. Nhưng mà event này cần nạp tới 98 tệ lận, cho nên thôi cho nó cút đi anh em ơi. Event này 648 tệ. Nhưng mà thực sự là rất là ngon luôn, đặc biệt đối với mình thì nó sẽ là ngon với cái này nè. Ủa khoan. Cái này là cái điểm mỏ neo mà chứ không phải điểm thuyền đâu mà ngon, thôi cút luôn đi. Mình cần điểm thuyền thôi anh em ơi. Điểm thuyền thì nó sẽ giúp cho mình nâng thuyền. Đây, vé thuyền nè anh em. Đó. Còn cái vé đó là vé mỏ neo chứ không phải vé thuyền, anh em nhớ phân biệt hai cái nha, hay dễ nhầm lắm á. Cho nên anh em nhớ cẩn thận nha. Rồi, để mình nhận thẻ tháng đã. Ok, bây giờ mình sẽ check mấy cái chỗ này cho anh em coi. Tại vì mình thấy là có cái shop Khalifa cho nên là mình tìm coi. À, không phải chỗ này rồi. Ui, cái này 60 trái gì đây nè. Đây anh em ơi, shop Khalifa nè anh em. Thì nói chung là cái shop này
nó sẽ cho anh em mua mảnh tướng nè anh em, và như anh em thấy là 150 trái là một mảnh. Suy ra là 10 mảnh là 1,5 trái và 20 mảnh thì sẽ là 3.000 trái. Thì ở đây có nghĩa là anh em muốn có nhân vật Khalifa này em cần tiêu 3.000 trái. Thì nếu mà anh em nhiều trái thì anh em lấy cũng được. Tại vì khi chúng ta có thêm một nhân vật tướng thì nó cũng sẽ có lợi rất là nhiều ấy. Cho nên là thích thì mua thôi. Mình thì mình bỏ ra 3.000 trái để mình mua con Khalifa này thì thật sự là 3.000 trái mà quy ra vé là bao nhiêu ta? 15 vé hả? 15 vé là gần 20 vé hả? Ui thôi thôi thôi, khoan anh em ơi. Giờ mình suy nghĩ lại là thấy, suy nghĩ lại thấy 15 vé là cũng ngon quá. Cho nên thôi chắc mình không hy sinh đâu anh em ơi. Không hy sinh nữa anh em ơi, quyết định là như vậy đi. Rồi ok. Rồi chắc clip hôm nay của mình đến đây thôi, chủ yếu là nói cho anh em biết một vài cái nội dung thôi. Và có gì mai mốt gì đó mình sẽ cố gắng thực hiện tiếp tục những cái clip cho anh em xem ha. Cảm ơn em đã theo dõi clip mình, nhớ like, subscribe để kênh đầy đủ ủng hộ cho mình, và anh em nào có nhu cầu mua admin Android 439 thì nhớ liên hệ với mình nha. Ok, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những clip sau.